Hello, xin chào tất cả các bạn ha, mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi cái kho báu mất dấu ngày cuối cùng nha các bạn. Thì bữa nay cái địa điểm đó là gừng Abam. Thì cái này nó quá là đơn giản rồi, các bạn mở cái map lên. Đây này các bạn, gừng Abam nha các bạn ha. Thì bây giờ là các bạn mở cái map lên, thì các bạn dịch chuyển theo mình ha. Đây này các bạn, nó để gừng Abam nè, nhưng mà các bạn dịch chuyển ở cái góc này nha, cái góc trên của gừng Abam. Rồi khi mà các bạn dịch chuyển lên tới trên đây á, thì các bạn vô cái túi các bạn lấy con tiên linh ra nha các bạn. Sau đó các bạn bật con tiên linh lên luôn ha. Rồi sau khi mà bật con tiên linh lên thì các bạn thấy là trên bản đồ là nó đã đánh dấu rồi nha. Còn không thì các bạn có thể bay theo mình, bay theo hướng mình bay á. Rồi tới đây các bạn thả nhẹ xuống thì ở dưới đây là nó có một cái hạt năng lượng ha. Rồi một hạt. Rồi sau đó là mình tiếp tục mình đi nhặt cái hạt thứ hai, thì nó đã hiện trên map rồi nha các bạn. Hai hạt nó nằm kế nhau luôn kìa nè. Ok, hạt thứ hai, rồi hạt thứ ba nó nằm cũng kế bên. Đây các bạn, nó nằm trước cái nhà của mấy con củ cải á các bạn. Ok, bây giờ là khi mà mình nhặt xong á thì nó sẽ hiện ra một cái sản nữa các bạn. Thì tụi mình để cái cây sản này đây ha, chút xíu mà mình quay lại mình tìm cái kho báu sau. Bây giờ thì mình đi tiếp tục mình nhặt những cái hạt nha các bạn. Đây nó hiện lên bản đồ thì các bạn cứ leo theo thôi. Các bạn nếu mà các bạn làm biến leo á thì các bạn có thể dịch chuyển lên trên trên cao rồi các bạn bay xuống. Mình thì mình đi qua từ từ các bạn ơi. Rồi cái hạt này là hạt thứ tư nha các bạn. Bây giờ là mình đi nhặt hạt thứ năm. Hạt thứ năm thì như các bạn cũng thấy trên cái map rồi ha. Hạt thứ năm thì nó nằm ở dưới đây nè các bạn. Đó, nó nằm kế ba cái nấm này nè các bạn ơi. Rồi cái hạt thứ sáu thì nó nằm ở trên cái hoa. Đó, các bạn nhảy xuống nó nằm trên cái hoa bên dưới thôi. Rồi ok, còn cái hạt thứ sáu là nó đang nằm ở trên cái cây đó đó các bạn. Đây nè, nó đang nằm ở trên cái cây trên đó kìa các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ đi lên trên đó ha. Ok, bây giờ mình đang leo trèo lên nha các bạn. Đây ok, sau khi mà nhặt cái hạt thứ bảy các bạn thì mình tiếp tục mình nhảy qua kế bên đây, thì cái hạt thứ tám nó nằm kế bên đây luôn anh em, rất là khá là đơn giản nha. Đây các bạn nè, đó rồi mình đu dây, là mình đu dây trúng vô cái hạt luôn nha. Ok, bây giờ mình kiếm cái hạt thứ chín. Hạt thứ chín thì mình đảo lại các bạn, nó nằm ở dưới cái thác các bạn, gần gần cái thác, chứ nó không phải nằm ở trên cao đâu nha các bạn, nó nằm ở dưới á. Rồi bây giờ là xong, khi mà nó hiện được ba cái cây sạn ở trên cái map gì nè là ok. Bây giờ mình bắt đầu với cái sạn đầu tiên nha các bạn, thì mình lại mình mở khiêu chiến rồi mình đánh sạch mấy con quái này, rồi mình nhặt cái hạt năng lượng thôi. Ok xong rồi các bạn, bây giờ mình khai quật được một cái gương ha. Thì anh em chơi tới ngày 6 rồi thì các bạn cũng biết rồi, không cần nói nhiều ha. Rồi tiếp theo cái cây sạn thứ hai là nó nằm ở trên cao á các bạn. Thì bây giờ là mình kiếm cách mình leo lên trên cao thôi. Thì bây giờ là mình sẽ tua khúc này nha, mình kiếm đường mà leo lên trên thôi các bạn. Nãy giờ mình mò mò mình cũng có được lên này các bạn ơi, anh em cứ tìm thử thôi, hoặc là các bạn dịch chuyển bên kia các bạn bay qua cũng được, không có gì khó khăn đâu. Ok thì tới đây thì các bạn cũng đánh quái như bình thường thôi. Nếu mà đánh hết trơn rồi, nhạt hết trơn rồi mà còn thiếu á thì các bạn cứ coi những cái ghề ở ngoài á, hoặc là những cái con quái mà các bạn lỡ đánh rớt xuống vực á, thì lỡ mà có thiếu hạt năng lượng thì các bạn phải đi tìm nó nha. Ví dụ bạn đánh rớt xuống vực thì các bạn phải xuống vực các bạn tìm nó. Rồi cái gương thứ ba thì ở đây nó có cái cây nấm nè, các bạn quẹt nguyên túi lôi vô cũng được hay là không cần cũng được. Thì sau đó các bạn bay qua cái hướng cái sản, các bạn thấy không? Cái sản này thì nó cũng nằm ở trên luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Trước mắt mình ha. Thì từ cái chỗ nãy các bạn đi ngang qua là được. Rồi.
ở chỗ này thì nó kêu mình như là mình bay mình nhặt. Thì bây giờ mình không có tua cái quá trình bay này nha, mình sẽ bay cho các bạn coi luôn. Nó nhặt được hai hạt rồi nha. Rồi dưới đây là có ba hạt các bạn, thả nhẹ nhẹ xuống. Rồi sau đó là mình xoay bên tay trái đây đó, thì các bạn quay theo thôi. Rồi bây giờ là nó trên các bạn, ở trên còn hai hạt nữa, mình cũng làm như hệt như nãy thôi. Rồi xong rồi nha các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc cái chuỗi series 6 ngày của cái sự kiện kho báu mất dấu, cái sự kiện mà có thể nhận con tiên linh. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhận con tiên linh cho các bạn xem ha. Và bạn nào xem rồi thì đừng quên là đăng ký kênh cho mình, tại vì anh em mình đã cùng nhau vượt qua 6 cái ngày mà của cái kho báu mất dấu rồi. Nói chung là cũng xem nhau lâu rồi, thì cho xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like nha, cảm ơn em nha. Rồi đối với bạn nào mà mới thì các bạn sẽ có 5 con, còn mình thì mình mua được 2 con kia rồi. Thì bây giờ là mình sẽ mua con thứ ba, là mình sẽ mua màu xanh rêu nha các bạn. Không biết là bạn nào có giống mình thì bạn hãy để là bình luận xuống dưới nha. Mình mua màu xanh rêu các bạn ơi. Ok, các bạn chỉ mua được một con thôi nha. Đó, thì các bạn mua đúng một con thì các bạn phải chọn cho nó kỹ nha, anh em thích màu gì. Rồi, sau đó thì các bạn đổi hết trơn thôi. Tại vì cái này là nó đủ mà các bạn, nó đâu có thiếu đâu. Rồi, nhiều bạn hỏi mình là anh ơi em lỡ em mua rồi có bị thiếu không? Không có nha. Nói chung là nó full là nó tính là đủ nha các bạn. Đây. Đó, các bạn mua full thì cũng như là lúc đó các bạn hết tiền. Vậy thôi. Cảm ơn anh em nha. Nhớ là đăng ký kênh và like nha các bạn. Còn giờ thì bye bye.